No, tất cả mọi nhau hôm nay tớ lại chơi tám trò cho bóp bẹt trước rồi. Oh, nó bắn này. Còn lần nữa là chúng ta sẽ đập ra. Ta nhảy qua đây. No. Tí nữa chúng ta bị lo. Ta chúng ta sẽ xem mà. À, chúng ta sẽ chạy sang đây. No, nó bắn à. Đây chúng ta sẽ nó nè nữa ra này. Oh. Đó là. Đó là chúng ta thủ phạm. À, chúng ta sẽ chặn. Nào chúng ta chạy theo. Nào chúng ta xếp vào đây. Là chúng ta sẽ chạy chưa? Đó là chúng ta chạy tiếp. Là chúng ta sẽ vào đây. Rồi sẽ chạy. Oh, chúng. Ta chạy vào đây. Nó đã bị tiêu diệt. Và chúng ta sẽ sang đây. Nó bị tiêu diệt rồi. Chúng ta sẽ nhảy lên này. Chúng ta sẽ đi theo này sang này. Bắn này hai cái này. Ta cũng đi cẩn thận là chúng ta bị rơi đây đấy. Và chúng ta đi ra ngoài. À,
À, chúng ta sẽ bắt đây. Chúng ta sẽ cho này đi. Được, chúng ta phải cẩn thận, không là chúng ta sẽ bị, chúng ta đợi con gà này ra này. À, không. Chúng ta sẽ bắt con gà này. Oh, nó chạy nhanh quá đây. Chúng ta bắt cẩn thận là sẽ bị con kia nó. Oh, chúng ta phải chạy xa bên này ra. À, chúng ta sẽ nhảy lên này. Rồi, con gà lên đây. Rồi, chúng ta sẽ nhảy lên nó, chúng ta sẽ đi. Sẽ cho ra lưng con này. Đây, con này sẽ xe lên nè. Bird riding is a new one, I'll give you that. What drives you forward so vigorously? I refuse to accept it as your protective parental instincts. Oh, I know. Someone has given you false hope. Promised you what you want when all along they had one thing on their mind. Pancreases. Con đỏ này lên đây. At first I was confused that everything was perfectly in your favor, despite you never being here before. And then it hit me. Someone has to have been guiding you. And as with most things, I was right. You did have help. Your friend here has helped me tremendously. Thanks to him, I bore witness to very vital information. What information, you ask? Well, when my turn comes, I will simply prevent myself from turning into what he turned into. Oh, no, there. Ah, chúng ta sẽ chạy. Con gà này nó sẽ đuổi ta chúng ta này. Là màu xanh là chúng ta sẽ đi trước này. Màu hồng chúng ta sẽ đi sau con này này. Rồi, vẫn là màu hồng chúng ta vẫn đi sau. Màu hồng chúng ta sẽ trước là chúng ta thua đấy. Đây, màu xanh nó ta sẽ chạy trước này. Đây, con đỏ kia nó đang đuổi sau kìa. À, vẫn là màu xanh chúng ta vẫn chạy trước. Con đỏ kia đang chạy sau này. Đây, màu đỏ chúng ta chậm lại này. Màu đỏ, màu hồng chúng ta sẽ chạy sau con này. À, vẫn là màu hồng chúng ta vẫn chạy sau. À, màu xanh chúng ta sẽ chạy trước nó này. Màu hồng chúng ta sẽ chậm lại này. À, màu xanh chúng ta vượt này. Màu hồng chúng ta chậm lại này.
màu xanh nó đẹp vật ha. Vẫn là màu xanh nhưng mà vẫn chạy trước. Màu hồng rất là chậm lại này. Vẫn là màu hồng chúng ta vẫn chạy sau nó. Rồi, chúng ta đã về đích rồi này. Đây, còn này đuổi đến đây. You can run away, but the smell of your pancreas will always draw me to you. Rồi, chúng ta sẽ đi lên trên này. Cho bọn nó chiến đấu với nhau. Đây, bọn này đang chiến đấu với nhau này. À, con gà kia nó sẽ lên đây. Sẽ con bạch tuộc ra chiến đấu với con xanh này. Stop it, you two. Nó sẽ phạt con bạch tuộc ngã. À, hai con này nó sẽ phong thẳng xuống dưới đây này. À, chúng ta sẽ mở cửa cho con gà này nó vào. À, chúng ta vào đây. Đóng cửa này. À, chúng ta đã chiến thắng rồi này. Chúng ta sẽ sang cho tương đối mặt 6. Run. À, chúng ta sẽ chạy, con này nó sẽ đuổi chúng ta, nó bắt ấy, chúng ta chạy nhanh. À, chúng ta phải chạy nhanh. À, con đỏ này nó chạy nhanh nhanh. Chạy nhanh. À, nó đuổi này. À, nó đuổi, à, chúng ta chạy không? À, chúng ta chạy vào đây là chúng ta sẽ không bị nó bắt à? I don't think I can go. What? What do you mean? You would understand. I appreciate my job. Who's they? This is my one chance to have an audience. And I am going to take it. Goodbye. À, con này nó rất xinh nhỉ chú. À, chúng ta sẽ chạy theo con đó này. À, chúng ta sẽ đi vào đây. Chúng ta quay lại xem nó sẽ xuất hiện lên này. This is where we realized that everything we have worked so hard for was a you will be a fine addition to my army. Together and under my command, we will finish what the queen couldn't. I'll hold them off. Look for the surgeon. À, chúng ta sẽ chiến đấu với nó. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Ban văn bảy sang ban văn bảy đây. Này, vừa ăn vừa. Ồ, oh, con này nó tăng, nó có 4 cái tay. Ồ, oh, chúng ta sẽ sang đây. Alright, I've laced this centerpiece with the modified version of the sample you had. It's so good that even the queen can smell it from all the way up there. If she's even still capable of smelling. Ready? Place yourself. I don't know how this is going to go. Dadadoo! You win! The scepter piece is yours! Maybe it was too obvious. Dadadoo, not from that. We meet again, old friend.
last time you called your friends didn't they reason each other? You have every right to be mad at us. I would be too. But you have to understand that we were forced to do what we did. Here is what truly happened. Our plan failed, and all of you were too cowardly to face the punishment. So you took the easy way out, and made me pay a lot for all of us. Nothing you could say or do would be enough to make up for all of these cold nights I had spent inside of your couch. I cannot describe how good it feels to see you all cowering in fear. Destroy the old you before it destroys you. Isn't that what you used to tell us? And it worked. You gave us all hope when we lost everything. You gave us something to fight for. Now I need you to do the opposite. Destroy this new you. It has this bitter outlook on life that would have never gotten us this far. By turning on each other, they win. Wow, mà nên nói chuyện đâu quá đây. I know you have a trap set up somewhere. You don't think I know you and all of your tricks. You know what? Whatever the trap may be, nó sẽ nắp vào trái tim. Nó sẽ bắn này này. Oh, nó lại treo lên à. I knew it. Taking him in this fight. Any last words before I command my army to devour him? Get in the box! Mà chúng ta sẽ xin chung một phần nhé bà đã. Thì nó sẽ xong kìa. Yeah, lad. You and your army are about to get knackered. Oh, con này nó sẽ hiện lên đây. À. Sạc áo trắng này. Cái xanh nó ra chiến đấu à. Một mình nó chiến đấu hết. Cái bọn này kìa. Quá khỏe luôn. Là nó bắt con kẹt xuống này. Oh, nó đấm. Sang trò chơi tiếp theo, một kim. Chúng ta sẽ sang, chúng ta vào đây, chúng ta sẽ mở cái này ra. À, chúng ta sẽ mở từng chuồng ra một. Mà chúng ta mở sai là chúng ta thua đó. Ta sẽ mở theo từng cái nút nó chạy. À, chúng ta đã mở ra đây. À, mấy con này tí nó sẽ kéo xe cho chúng ta. À, một con chó sói. Chó sói có màu quá đây. Này, rồi chúng ta sẽ vào chúng ta nắp lấy này để chúng ta nắp xe ông giật tuyết này. Yeah.
5 6 chúng ta mở được cái form ra này. Chúng ta sẽ lấy cái thẻ. Đây chúng ta sẽ mở cửa đây. Chúng ta sẽ đua mấy con xe kia. Đây chúng ta sẽ đua mấy con xe này. Đây 4 con chó này. This race so long. Be careful. I have never lost. Đây, chúng ta phải về đích trước nó chúng ta mới thắng nha. Đây, nó đã vượt chúng ta rồi. Chạm vào kia là chúng ta sẽ chạy chậm nha. Rồi chúng ta phải chạy nhanh. Chúng ta không chạy nhanh là chúng ta sẽ thua đấy. Rồi chúng ta sẽ phải tăng tốc. Đoạn này thắng chúng ta phải tăng tốc. À, chúng ta cần vượt nó rồi, cố lên nào. À, chúng ta sẽ vượt nó. À, chúng ta vượt được nó rồi. À, chúng ta chạy vào đây nào, chúng ta đã chiến thắng. Nào, chúng ta sẽ sang trò chơi thứ 5. Puppy. Nào chúng ta sẽ chơi Puppy 1 này. Đó, con này chơi của chúng ta. Nào chúng ta sẽ cho nó. Nào chúng ta sẽ vào đây luôn nào. Nó sẽ đứng lên nó. Nào. Ồ, chúng ta chạy đâu. À, chúng ta sẽ gặp nó đây này. Ồ, nó đuổi rồi, chạy đâu. Chúng ta mà chạy chậm là sẽ bị nó bắt luôn. À, nó sẽ đuổi ra, nó đuổi ra. Rồi, nó sẽ đuổi chúng ta đây. Rồi, nó chạy đâu. À, cái này chúng ta sẽ tiêu diệt nó ở đây luôn. Rồi, chúng ta sẽ tiêu diệt nó. À, nó rồi, chúng ta sẽ sang Puppy 2. Chúng ta sẽ đi lên trên này. Chúng ta xem lên.
xong rồi sẽ ra mình đây xem nào. Ở đây có một cái màu xanh. Có ở đâu? Chúng ta sẽ lên tí nữa nào. Màu xanh chút tối thôi mà. Ô. Ở đây. Không đặt kéo lên nào. Cái màu đỏ này. Đây, nó sẽ là cái này. Rồi, chúng ta sẽ xuống này. Đây chúng ta sẽ sang chỗ thứ 7 Bobby Ban. Oh, đây nè. Con này đây. Chúng ta bị chúng ta sẽ là chúng ta sẽ bị nó bắt đấy. Tao muốn chúng nhanh là sẽ bị nó tóm con. Đây nó đây. Sát thủ. Ô chạy đó. Chạy nhanh. À nó đây chạy đó. Chúng ta sẽ
Ô, sát thủ. Ô, con này. Con này nó không ra được đây. Chúng ta sẽ sang trò chơi cuối cùng. Trò chơi thứ 8. Chúng ta bắt chiến thắng đó là xem có gì không, ta đi ra. Sẽ vào cửa đây. Thank you.
Rồi chúng ta ăn thêm cái này vào. Thôi chúng ta kết thúc video tại đây, mọi người nhớ đăng ký kênh của em nhé. Hẹn mọi người video tiếp theo này.